Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh hướng dẫn pha chế của Coffee Tree. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái loại đá xay rất là ngon kết hợp giữa matcha với lại là cookie, được gọi là matcha cookie đá xay. Thì bây giờ các bạn hãy theo dõi mình để mình có thể là thực hiện nên cái món matcha cookie đá xay này nha. Đầu tiên là mình sẽ cho là 3 gram bột matcha nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho là 30ml kem béo thực vật và 30ml sữa đặc. ml nước đường. Đây, mình sẽ cho vào cối. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho là 3 cái bánh Oreo nha các bạn. Ok, tiếp theo là mình sẽ cho là 20ml sốt sô-cô-la. Ok, và bây giờ là mình sẽ cho đá vào để mình xay hỗn hợp này lên nha. Ok, và mình sẽ cho là đầy ly đá như thế này nha các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ xay nhồi cái hỗn hợp này và xay nó lên. Ok, thì sau khi mà mình đã xay xong cái hỗn hợp này rồi thì mình sẽ cho ra ly nha các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ xịt kem tươi lên nha các bạn. Đây mình sẽ đề co một ít bột matcha. Và mình sẽ đề co một cái bánh. Thế là mình đã hoàn thành xong một cái ly matcha cookie. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình và chúc các bạn là có thể là thực hiện thành công cái món matcha cookie này. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình. Thì các bạn mà có nhận xét gì hoặc là có cái món gì ngon mà muốn mình làm á thì cứ comment ở phía dưới. Và các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip sau.